Thì hôm trước là cái tài liệu mà thầy để B3 đó, tài liệu ôn toán B3 đó. Tính buổi 3 là ôn hết 30 câu đó, nhưng mà nó có nhiều câu khó, ôn được có một cái đề của em. Thì bữa nay mình tiếp tục ha. Thì trong cái phần đó thì thầy có đánh thêm mấy cái câu của cái đề tham khảo của Đại học Quốc gia năm nay. Đề mẫu của Đại học Quốc gia. Thì trước tiên là mình xét cái đề số 3 ha, đề số 3. Thì cái câu đầu tiên là yêu cầu là tìm tất cả các giá trị của tham số M sao cho cái phương trình x mũ 3 trừ 3x cộng 1 cộng m bằng 0 có 3 nghiệm thực phân biệt. Thì cái này mình đưa về cái tương giao giữa hai cái đồ thị hàm số thôi. Cái dạng này mình đưa về tương giao giữa hai đồ thị hàm số thôi. Thì trước tiên đó là mình biến đổi. Chỗ nào có không có m thì mình để bên phía trái, còn có m thì mình chuyển qua bên phải thành trừ m không. Rồi mình sẽ sau đó mình xét cái hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1. Rồi mình sẽ khảo sát cái hàm này. Thì để khảo sát hàm này tính đầu hàm trước ha. Tính đầu hàm thì cái này là 3x bình trừ 3. Nếu mà mình cho bằng 0 thì cái này mình giải được hai nghiệm là x bằng 1 với x bằng trừ 1 không. Rồi mình tính y luôn. Thì nếu mà x bằng 1 thì mình thế vô đây thì rõ ràng là 1 cộng 1 là 2 phải không? 2 mà trừ cho 3 là trừ 1, y bằng trừ 1. Còn x bằng trừ 1 thì thế vô đây nè. Trừ 1 cộng 1 là 0, mà trừ 3 nhân trừ 1 là cộng 3, y bằng 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên x nè, y phẩy y trừ vô cùng trừ 1, 1 cộng vô cùng. Thì cái này mình thấy cái nó là cái tam thức bậc hai mà hệ số a dương, vậy là giữa khoảng hai nghiệm nó âm nè, trong trái ngoài cùng á, lên xuống. Thì đối với hàm bậc 3 thì chỗ này là trừ vô cùng cộng vô cùng ha. Rồi, chỗ này là x x bằng trừ 1 thì y bằng 3, x bằng 1 y bằng trừ 1. Thế thì em thấy là cái đồ thị của cái hàm y bằng fx này nè là nó sẽ có cái dạng như thế này thôi. Mình vẽ cái dạng đồ thị nó ra đó. Nếu x bằng 1, y bằng trừ 1 thì y bằng 3 này, nó lên thế này. Rồi xuống thế này. Thấy không? Thì chỗ này là trừ 1 nè. Chỗ này là 3 nè. Còn cái đường y bằng m đó là đường nằm ngang là y bằng m nè. Y bằng trừ m chứ, y bằng trừ m. Thấy không? Thì khi mình chuyển vế thì đây mình trừ m nè, các em cẩn thận nha. Trừ m. Vậy thì để cái đường y bằng trừ m này nó cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Thì cái trừ m nó phải nằm giữa khoảng từ trừ 1 đến 3, thấy không? Vậy thì cái phương trình fx bằng trừ m có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi là cái trừ m này nó lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 3 không. Thế mình thử bỏ dấu trừ hai vế thì nó sẽ ra là m lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 và lớn hơn trừ 3, tức là mình nhân ba vế của bắt này cho trừ 1 này. Thế thì bắt thức đổi chiều không,
Đấy, như vậy thì cái phương trình có ba nghiệm phân biệt vị, phương trình có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m thuộc cái khoảng là trừ 3 đến 1, không trừ 3 đến 1, trừ 3 đến 1 là mình chọn phương án A luôn, không là câu 41 ha, câu đầu tiên của tiếp theo là câu 42, nó hỏi là tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z, thì có thể là bây giờ là chương trình các em 12 là đang học số phức rồi, mới bắt đầu học số phức rồi, thì nha thầy nhắc lại nè, với cái số phức mà z bằng x cộng y này, y này thì cái x này gọi là phần thực ha, y là phần ảo, thì cái z ngang á thì nó sẽ bằng là x trừ y còn cái module của cái z mà trừ một á, module của thằng này z trừ một tức là cái là x trừ một rồi cộng cho y đúng không? Module của thằng này nó sẽ bằng là gì? Căn bậc 2 của phần thực bình đúng không? Cộng phần ảo bình, phần thực của nó là x trừ một, x trừ một bình cộng y bình. Còn cái z ngang trừ y thì nó ra cái gì? Z ngang trừ y nè. Mày z ngang của mình là x trừ y thôi. Thì cái này nó sẽ là x trừ cho y rồi trừ trừ cho y rồi trừ thêm y nữa, tức là trừ trừ cho y cộng 1 không? Y cộng 1. Tất cả nhân y, tức là phần phần ảo nó tăng thêm một đơn vị. Và lúc này đó thì khi mà mình lấy module đó, lấy module thì phần thực bình nó là x bình nè. Còn phần ảo bình tức là nguyên cái cụm này nó trừ của y cộng 1 tất cả bình phải không? Bình phương lên là mất dấu trừ thôi, còn y cộng 1 bình. Đấy. Thì theo đề bài đó thì chúng ta có là gì? Hai thằng này nó bằng nhau. Đúng không? Tức là ta có là z module của z trừ 1. Mình ghi cái đề lên đi. Đấy, tức là ta có module của z trừ 1 này, bằng module của z ngang trừ y. Cái này nó sẽ tương đương là mình bình phương luôn, tại này không âm mà bình phương lên. Thì nó sẽ có x trừ 1 bình phương này cộng y bình phương bằng x bình phương cộng cho y cộng 1 tất cả bình phương. Và mình khai triển hằng thức này ra. Khai triển hằng thức này ra. Đây là x bình phải không? X bình trừ 2x cộng 1 rồi cộng cho y bình. Ở bên phía trái thì nó là x bình. À, xin lỗi, với phải là x bình. Còn chỗ này mình khai triển hằng thức ra luôn thì nó sẽ là y bình cộng cho 2y cộng 1. Thế bên đây có x bình, bên đây có x bình thì mình đơn giản đi. Y bình bên đây cũng đơn giản. Bên đây có 1 thì bên đây cũng có 1 đơn giản luôn. Vậy thì còn ở đây là trừ 2x bằng 2y đúng không? Trừ 2x bằng 2y. Trừ 2x bằng 2y. Mình chuyển vế qua luôn thì mình chia hai vế cho 2 xong mình chuyển vế luôn thì nó ra là x cộng y bằng 0 đúng không? Thì đây là cái phương trình đường phân giác thứ hai, phần tư thứ hai. Đấy. Thì vậy thì cái đáp án của mình là tập hợp các cái điểm biểu diễn của số phức z nó chính là nằm ở trên cái đường phân giác thứ hai, tức là x x cộng y bằng 0. Thì câu 42 mình chọn phương án D. Đây, 42 chọn phương án D ha. Rồi bây giờ sang câu 43. 43 thì mình vẽ cái hình ra. Vẽ cái hình ra. Cái hình ấy mình vẽ như thế nào thì bây giờ mình vẽ một cái hình chớp mà đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh B đó. Thì ở đây tôi vẽ như thế này, thì cái tam giác vuông cân ở trong không gian thì mình vẽ theo kiểu tam giác thường cũng được rồi.
A, B, C này. B, C. Và cái này nó vuông cân tại điểm B đúng không? Vuông cân tại điểm B. Như ở đây nó cho SA bằng SB bằng SC. SA bằng SB bằng SC có nghĩa là S này nó nằm trên cái trục của cái tam giác ABC. À, trục. À, trục của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ấy. Thấy không? À, tức là cái chỗ này mình kéo xuống này. ABC. Ba thằng này bằng nhau. À. Thì nói lại là cái thế nào gọi là trục của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì cái chỗ cái tam giác ABC này đó là nó có cái tâm đường tròn ngoại tiếp của nó. Tâm đường tròn ngoại tiếp của nó thì cái đường thẳng mà nó đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp mà nó vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác đó thì nó gọi là gì? Là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ha. Thì ở đây nó chính là cái đường thẳng qua S nè, với H là trung điểm của AB. À. Tại vì sao? Tại vì cái tam giác ABC đó là cái tam giác vuông, vuông cân, vuông thôi. Cho nên là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nó chính là trung điểm của AC. À. Đấy. Thì mình gọi gọi H là ở đây nó M là trung điểm của AC hả? Vậy là mình gọi khỏi rồi đặt tên mới. Này mình đặt theo tên này luôn. Thì chỗ này nó là M nè. Thì theo đề bài đó nó là M là trung điểm của AC đúng không? M là trung điểm của AC. Rồi E rồi rồi N là trung điểm của BC. N đây. Rồi E là trung điểm của AB. E. Mình nói mấy cái này lại nó được giống như kiểu hình chữ nhật. Thì ở đây nó kêu tính thể tích của khối chớp, ở đây nó cho thêm là F là nằm ở trên cái cạnh SB đúng không? F nằm trên cạnh SB và sao cho BF nó bằng 2 phần 3 BS. BS là nguyên cái đoạn này nè. Vậy thì BF là F, F là từ từ F tới xuống. Đấy, chiếm 2 phần. Thấy không? Đấy. F nằm đây. Và ở đây nó yêu cầu tính thể tích khối MNEF. MNEF là cái khối này. Mình kéo xuống. Hình vẽ này thì vẽ không mấy gì đúng rồi. Thì nếu mà 2 phần 3 thì xuống rồi cái đằng này với cái này nó không song song. Vẽ đại khái thế đi. Bây giờ mình gọi H mình cái này khỏi gọi, cái này không phải H. M có sẵn rồi. Này M có sẵn rồi, khỏi gọi đi. Không. Thì bây giờ đó thì mình thấy là do cái SA bằng SB bằng SC đó. Do cái SA nè bằng SB nè bằng SC nè nên suy ra là nằm trên trục trục của cái đường tròn. Ngoại tiếp tam giác ABC. ABC. Đấy. Vì cái tam giác ABC này đó là nó vuông vuông cân tại B. Vuông cân tại B. Nên là suy ra là M nó chính là tâm của đường tròn. Tâm của cái đường đường tròn ngoại tiếp. Tam giác ABC. Thì cái này nó là kiến thức lớp 9 rồi các anh chị. Ha. Tức là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lớp 9 là lớp 10 học lại. Đó. Thì nếu như cái tam giác nào mà nó vuông á thì cái tâm tâm đường tròn ngoại tiếp mà tam giác đó là nó nằm ở trên trung điểm của cạnh quyền. Đó. Thì như vậy từ đây mình sẽ suy ra được là cái thằng SM này đó là nó sẽ là vuông góc với gì? SM này nó vuông góc với một phẳng ABC. Đấy. Cho nên là cái thể tích của cái hình chớp SABC đó nó sẽ bằng 1 phần 3 lần SM nhân cho diện tích của tam giác ABC. Vậy thì mình tính SM nữa là mình sẽ tính được cái thể tích của cái tứ diện cái hình chớp SABC ha. Từ đó mình sẽ suy ra thể tích của cái tứ diện còn lại.
Thì bây giờ đó là mình tính cái diện tích tam giác ABC này, rồi mình tính SM nè, không? Thì ta có là diện tích tam giác ABC thì nó bằng cái gì? Nó bằng 1 phần 2 là AB bình phương đúng không? Thì nó tam giác vuông cân rồi cái gì? Tam giác vuông cân thì cái cạnh diện tích của nó là bình phương cạnh cạnh một cạnh vuông. Mà cạnh AB á, AB đề nó cho là bằng 4 nữa không? Bình phương lên là 16, 16 chia 2 là 8. Chỉ thì diện tích này bằng 8. 8 này nó không có cho đơn vị ha. Không cho đơn vị thì mình cứ gọi là đơn vị diện tích. Tiếp theo đó là mình tính SM ha. Tại vì cái SAC là tam giác cân tại tại S nè. Tại SA bằng SC đúng không? SA bằng SC. Rồi SM là đường cao nữa. SM là đường cao, trung tuyến cũng là đường cao đúng không? Đấy, cho nên là cái tam giác SMC này nó vuông. SMC nè. SMC vuông tại M không? Thì ta có là tam giác SMC vuông tại M. SMC vuông tại M. Vuông tại M. Vuông tại M mà em có là cái AC đó. AC là cạnh quyền. Cho nên là MC là phân nửa cạnh quyền đúng không? Thì có MC. MC bằng AC chia 2. Mà AC á, thì nó bằng 4 căn 2, 4 căn 2 chia 2 thì bằng 2 căn 2 đúng không? Như vậy thì đó mình sẽ suy ra được cái SM nó sẽ bằng căn bậc 2 của gì? Tại vì cái tam giác SMC là nó vuông tại M đúng không? Vuông tại M mà MC biết rồi, SC biết rồi. SC là bằng 12 đó. SC là 12. Vậy thì SM nó bằng SC bình phương nè. Trừ cho MC bình phương. Mình thấy số vô. Thấy số vô ha. Thì SC là nó bằng 12. 12 mà 12 bình phương lên. Rồi MC là bằng 2 căn 2 bình phương lên là bằng 8 không? Đấy, thì cái này là nó bằng 2 căn 34. 2 căn 34. Đấy, như vậy thì mình sẽ suy ra được cái thể tích của cái hình chớp SABC. SABC. Thì nó bằng 1 phần 3 là SM. SM thì mình thay bằng 2 căn 34 nè. 2 căn 34. Rồi nhân cho diện tích của tam giác ABC thì mình bằng 8 rồi. Vậy thì cái này nó là 10 16 căn 34 phần 3. À. Cái này là đơn vị thể tích nha. Đơn vị thể tích. Đấy, thì bây giờ mình mới tiếp tục mình tính cái thể tích của khối chớp là MNEF không? Thì ta có là cái thể tích của cái MNEF nó bằng 1 phần 3 nè diện tích của tam giác MNE rồi nhân cho cái khoảng cách từ cái điểm F này đến cái mặt phẳng MNE tức là mặt phẳng ABC đó. Đúng chưa? Thì cái điểm F này từ từ điểm F này đến mặt phẳng ABC thì nó sẽ bằng 2 phần 3 khoảng cách từ S đến ABC à, tức là nó sẽ bằng 2 phần 3 SM đúng không? 2 phần 3 SM. Đấy. Còn cái tam giác MNE đó là nó bằng diện tích nó bằng 1 phần 4 diện tích tam giác ABC đúng không? Đấy, mình thế vô thì nó sẽ bằng này 1 phần 3 nhân cho 1 phần 4 diện tích của tam giác ABC. Rồi cái này thì nó bằng 2 phần 3 lần SM. Vậy thì ở đây mình sẽ ra 1 phần 4 này em nhân cho 2 phần 3 thì em được 1 phần 6 nè. Còn cái 1 phần 3 còn lại là 1 phần 3 diện tích của tam giác ABC em nhân cho SM thì cái này nó chính là cái thể tích của cái SABC à. Cái cụm này nè, cái cụm này nè. Cụm này nó chính là thể tích của SABC đúng không? SABC. SABC.
1/3 SM nhân cho cái diện tích tam giác ABC. Như vậy thì cái chỗ này nó sẽ bằng như bằng 1/6 nhân cho là 16/3 căn 34. Và kết quả của nó là 8/9 thôi. 8/9 căn 34. À, cái đề trước thầy gỡ cho em hình như là nó sai chỗ cái phương án này, phương án C em sửa lại giùm thầy, là cái chỗ này là phương án D, phương án C sửa cái phương án C lên thầy. Cái này là căn 34 ha, thêm cái căn 34 vô thầy và chọn C vô thầy. Không, phải phải các em giải ra thấy không có đáp án nào đúng không? Phải không ạ? À? Vấn đề thấy không có đáp án nào đúng không? Để cho nên là khi mà giải ra thì này mình chọn cái phương án C luôn. Thì phương án C nó thiếu cái căn 34. Đáp án mình là 8/9 căn 34. Thì nhắc lại là mình nhớ cái là nếu như mà em có một cái hình chớp mà cái cạnh bên nó bằng nhau, các cái cạnh bên nó bằng nhau như thế này, thì như vậy thì S cái đỉnh của nó chính là nằm trên trục của cái đường tròn mà ngoại tiếp cái đa giác đá. Đó. Như vậy thì nếu như nó là nằm trên cái trục đó, vậy thì nếu như mà em nối xuống cái tâm đường tròn ngoại tiếp thì nó sẽ được cái đường cao, đúng không? Được đường cao của hình chớp. Và chỗ này thì em cũng phải nhớ là công thức tính thể tích của khối chớp là bằng 1/3 diện tích đá nhân chiều cao, đúng không? Và em nhớ luôn là nếu như mà trong một cái tam giác như tam giác ABC thế này, em lấy trung điểm của ba cạnh em nối lại thì em được một cái tam giác nó có diện tích bằng 1/4 ha, bằng 1/4 diện tích của tam giác lớn. Và chỗ này em cũng nhớ đó, cái định lý Pythagore để mà tính cái tính một cái cạnh góc vuông, khi biết cạnh quyền và cạnh góc vuông kia đấy, thì giống như cái SM này đó là sử dụng định lý Pythagore đấy, thấy không? Rồi mình sang cái câu 44 nha, câu 44 ha. Thì ở đây nó cho cái trong cái mặt phẳng ODZ này, trong hệ tọa độ ODZ, tức là trong hệ tọa độ không gian, cho một cái điểm Y và mặt phẳng B thì yêu cầu viết phương trình mặt cầu tâm Y và tiếp xúc với B. Đấy. Thì bây giờ mình coi coi cái chỗ nào có tâm Y ha, tâm Y là 2 trừ 1 trừ 1 này. Thì cái này nó cho phương trình mặt cầu với dạng tổng quát hết em, dạng tổng quát thì em phải coi cái hệ số trước x này nè, hệ số trước x này nè là bằng trừ 4 nè, em chia cho trừ 2 thì em ra được 2, phải không? Còn hệ số trước y này em chia trừ 2 thì ra trừ 1, chỗ này chia trừ 1 luôn, thì rõ ràng cái tâm đó là trừ 2 trừ 1 trừ 1 là đúng rồi nè đó. Còn bên đây thì nếu mà hệ số trước x em chia trừ 2 thì ra 1, phải không? 1/2 rồi đó. Thì cái này loại này. Thì cái này cũng loại luôn. Vậy thì còn hai cái phương án A và C thì mình sẽ chọn cái nào? Đó. A và C mình chọn cái nào? Thì ta có là cái do cái mặt cầu nó tiếp xúc với mặt phẳng B. Thấy không? Mặt cầu S là nó tiếp xúc với mặt phẳng B nên suy ra là cái R nó sẽ bằng khoảng cách từ cái tâm Y đến mặt phẳng B. Bây giờ mình muốn tính cái khoảng cách từ tâm Y mà phẳng B thì cái công thức của mình đó, thì mình sẽ thế tọa độ Y vô đây, không? Chỉ tuyệt đối nè, 2x bằng 2 vô nè, không? Rồi trừ cho 2 mà nhân cho Y bằng trừ 1, phải không? Trừ 1. Rồi trừ cho 2z mà z mình thay bằng trừ 1 nữa, nhân trừ 1 rồi cộng 3. Và tất cả cái này mình mới chia cho căn bậc 2 của cái gì? À, tổng bình phương
các hệ số trước x, y, z trong phương trình mặt phẳng B này. Thấy không? Là 1 cộng 4 cộng 4. Rồi. Ở trên tử thức thì nó bằng 9 nha. Thấy không? 2 cộng 2 cộng 2 cộng 3 là 9, 9, 9 chia 3 là bằng 3. Thì bây giờ là mình thấy là cái mặt cầu này nó là bán kính bằng 3 đúng không? Bán kính bằng 3. Đó, bây giờ mình thử mình tính cái bán kính của cái ở chỗ câu A này coi. Bây giờ mình xét A. Xét phương án A thì mình sẽ có là R nó sẽ bằng cái gì? A bình là bằng 2 nè. Bình phương là 4 nè chứ. A bình là bằng 4. A bằng 2 đúng không? Còn B bằng bằng -1, bình phương lên là 1. Rồi C là bình phương lên cũng là 1. Rồi D là -3 đúng không? Vậy thì trừ D là cộng 3. Thì 6 cộng 3 là 9, căn 9 bằng 3, thỏ. Hai cái này nó khớp nhau nè. Thấy không? Đấy, vậy thì ở đây mình sẽ chọn A. Đó là câu 40 44 kìa. Tiếp theo là mình giải câu 45. Thì em thấy câu 45 này là nó là tích phân đổi biến nha. Đổi biến thì em phải tính vi phân và đổi cận ha. Thì cái T là người ta đặt sẵn cho mình như thế này rồi. Thì bây giờ đó là mình sẽ bình phương lên. Mình suy ra tới T bình phương. T bình phương thì nó sẽ bằng 3 tăng x cộng 1. Bây giờ mình lấy vi phân. Lấy vi phân hai vế. Thì bên đây vi phân theo biến t ha. Thì đạo hàm nó nhân cho dt. Đạo hàm nó nhân cho dt. Đạo hàm của cái này theo biến t là nhân cho dt này. Là 2t dt đúng không? Còn chỗ này mình đạo hàm theo biến x thì tăng mà đạo hàm theo biến x thì bằng 1 phần cos x thôi, nhân đi x. Mà ở đây nó còn số 3 nữa. À, số 3 nữa. Mình chia hai giấy cho 3 đi thì chỗ này 2 phần 3 nè. Thì mình thấy là trên cái đề của mình nó có dx chia cos bình x này. Không? Đấy. Dx chia cos bình x thì nữa mình sẽ thay bằng 2 phần 3 t dt ha. Hơn nữa là cái chỗ này nè. Cái chỗ này khi mà em bình phương lên thì em được cái số này như thế này phải không? Bây giờ em tính tăng x theo theo t kìa. Tăng x theo t. Thì chỗ này mình sẽ chuyển vế qua thì mình sẽ được là t bình phương trừ 1 bằng 3 tăng t đúng không? À, vậy thì tăng t nó sẽ bằng cái gì? Bằng t bình phương trừ 1 chia cho 3. Đó, bây giờ mình tiếp tục mình phải đổi cận. Tại vì cái cận này là cái cận theo x, theo biến x đúng không? Bây giờ đổi cận lại. Là nếu mà x bằng 0. X bằng 0 thì mình thế vô chỗ này nè, cái thế vô. Là tăng của 0 là bằng 0 đúng không? Tăng 0 bằng 0. Vậy thì t bằng căn bậc bậc 2 của 1, tức là t bằng 1. Còn nếu mà x mà bằng bi chia 4. Bi chia 4 thì em lưu ý là cái tăng tăng x là nó bằng 1. Mà tăng x bằng 1 thì 3 tăng x là nó bằng 3. 3 cộng 1 là 4, căn 4 bằng 2, vậy t bằng 2. Vậy thì nó sẽ là tích phân từ 1 đến 2. Vậy thì mình sẽ suy ra được là y bằng cái gì? Suy ra y nó bằng là tích phân từ 1 đến 2 nè. Rồi bây giờ ở trên đây là nó có 6 tăng x. Số 6 mình giữ nguyên đi. Còn tăng x thì lúc nãy mình tính ở đây nè. Xin lỗi, cái này tăng x chứ không phải tăng t, thầy ghi nhầm. Tăng x. Vậy thì tăng x của mình nó sẽ bằng t bình trừ 1 chia 3 đúng không? Thì chỗ này chỗ tăng x thì mình thay bằng t bình nè, trừ 1 chia 3 nè. Còn ở trên cái đề là nó có dx chia cos x, dx chia cos x thì mình thay bằng là 2 phần 3 t dt. Thấy không? Thì đây mình sẽ thay bằng 2 phần 3 t dt. T dt. Đấy. Còn cái căn bậc 2 này đó là mình thay bằng t luôn. Rồi tất cả cái này chia t. Đó, thì cái t này đơn giản với t này đúng không? T này đơn giản với t này nè. Còn 6 mà chia 3 thì nó bằng 2, 2 nhân 2 là 4. Thấy không? Cái gì thì nó còn là 4 phần 3. À, 4 phần 3. À, t bình trừ 1.
DT. Đấy. Thì cái này là cái đáp án này. À, đáp án ở chỗ câu A này các. À, các em có hỏi gì không ạ? À? Có nhanh chậm gì không ạ? À? Bữa nay sao thấy có 35 bạn học. À, 34 thôi trừ thầy ra là còn có 34. Mà thầy tới hai app là còn có 32. 33. Tại sao kỳ vậy ta? Thì các bạn biết hết rồi, cái này dễ. Rồi như vậy thì ở đây là mình đã giải được tới câu 45 ha. Rồi còn câu 46 thì bây giờ ở đây á, là đề nó cho là có 2019 điểm phân biệt nằm trên một cái đường tròn. Bây giờ có thể lập được bao nhiêu tam giác, có đỉnh là các điểm đã chỉ ra, đã cho ở trên. Thì mỗi mỗi cách lập tam giác là mình chọn ba điểm. Tại vì các cái điểm trên đường tròn này thì không có 3 điểm nào thẳng hàng hết, đúng không? Cho nên nếu mà mình chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong trong 2019 điểm đó thì chắc chắn nó sẽ tạo thành tam giác. Không? Tại vì không có 3 điểm nào thẳng hàng hết. Và số cách chọn 3 điểm. Số cách chọn 3 điểm trong 2019 điểm đó chính là số tổ hợp. Số tổ hợp chập 3 của 2019. Ha. Lưu ý cái này là số tổ hợp ha. Số tổ hợp chập 3 của 2019. Tức là mỗi mỗi cách chọn 3 điểm trên cái trên 2019 điểm đó là mình sẽ lấy một cái tổ hợp chập 3 của 2019. Và số tổ hợp chập 3 của 2019 thì nó chính là C3 2019 như thế này. À, tiếp theo cái câu 47 nha. À, câu 47 là trong một trận bóng đá chung kết, hai bạn Việt và Nam tham gia xuất phạt. Biết rằng khả năng xuất phạt vào lưới của Việt và Nam lần lượt là 0,7 và 0,8. À, tính xác suất để có ít nhất một bạn ghi bàn. Thì bây giờ đó là mình làm theo biến cố đối đi, biến cố đối. Tức là xác suất là không có bạn nào ghi bàn. À, có nghĩa là Việt không ghi bàn và Nam cũng không ghi bàn. Mà Việt không ghi bàn là xác suất là 0,3. À, còn Nam mà không ghi bàn thì xác suất là 0,2. Thì nhân lại là 0,06 đúng không? Vậy thì xác suất mà có ít nhất một bàn mà một bạn ghi bàn. À, tức là xác suất có bàn thắng đó thì nó sẽ bằng 1 trừ 0,06. Biến cố đối mà. Thì nó ra là 0,94. Đấy, thì ở đây mình chọn phương án C. Tiếp theo là cái câu 48 nha. Nó hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên của M để cái phương trình này nè nó có đúng một nghiệm. Thì cái đề số 1 hôm trước hình như mình có giải liên quan đến cái câu này. Thì trước tiên là mình đặt điều kiện ha. Điều kiện của cái phương trình này đó là M x khác 0 và x nó lớn hơn trừ 1. X lớn trừ 1, tại vì x cộng 1 lớn không, đúng không? Đó. Thì với điều kiện đó thì ta có là cái phương trình nó tương đương cái gì? Bên đây là mx không? Mx à, xin lỗi, chỗ này mx nó lớn không chứ? Thầy nhầm quá. Logarit là cái này nó lớn không chứ không phải là khác không ha? Thì mx này nó sẽ bằng như cái chỗ này, cái số 2 mà đưa lên đây đúng không? À, tức là nó sẽ là x cộng 1 tất cả bình phương thế này. Rồi bây giờ mình sẽ khai triển bình phương này ra. Rồi mình chia hai vế cho x.
tại vì mx này, mx của mình là lớn không, là tức là x nó phải khác không à, không cái này nó xảy ra với mọi chị m, x nó lớn hơn trừ một, x x khác không, tại vì nếu x bằng không thì cái này không lớn không được, không cho nên ở đây phương trình này mình chia hai vế cho x thì nó sẽ ra được là bằng gì, x cộng 2 cộng cho 1 phần x như thế này. Vậy thì mình sẽ khảo sát cái hàm ở bên với phải, mình sẽ đặt fx bằng x cộng 2 cộng 1 phần x, với x lớn hơn không, lớn hơn trừ 1, x khác không, x khác không, x khác không chứ mình chưa biết nó lớn không, tại vì m có thể âm. Thì ta ta sẽ có là f phải x nó như thế này, đạo hàm lên ha, chỗ này bằng 1 nè, chỗ này là trừ 1 phần x bình đúng không, trừ 1 phần x bình. Bây giờ mình cho nó bằng không, mình cho nó bằng không thì nó sẽ tương đương là x bình bằng 1 phải không, x bình bằng 1, x bằng cộng trừ 1, x bằng 1 thì mình nhận, còn x bằng trừ 1 là loại rồi, tại vì cái điều kiện của mình nó là đang là x lớn hơn trừ 1. Hiện tại sẽ có bảng biến thiên như sau, x f phẩy x, f thì cái bảng biến thiên này thì mình chỉ ghi giá trị nhỏ nhất của nó là trừ một phải không, thì trừ một cộng cuối cùng thì nó có một cái nghiệm là nó có một cái số không nữa, tại vì số không thì cái hàm này nó không xác định đúng không, hàm này nó không xác định, tại x khác không rồi đó. Và thêm cái nữa là x bằng 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 một, thì chỗ này nó không xác định thì mình gạch hai gạch xuống rồi đó. Còn chỗ bằng một thì đạo hàm bằng không, hiển nhiên chỗ này đạo hàm bằng không nhưng mà mình không có xét tại điểm trừ một không đó. Bây giờ cái chỗ này là dấu gì thì mình làm như thế này em, ví dụ như mình không biết gì hết mình xét dấu thì mình cứ bấm cái một này vô, một trừ cho gì đây, một phần x bình, và từ trừ một đến không này mình thử mình con giá trị là trừ 0,5 thì nó ra số âm không, vậy thì chỗ này nó âm. Rồi tương tự như vậy thì bây giờ chỗ này mình con 0,5 đi, 0,5 thì nó ra số âm luôn, chỗ này âm luôn rồi. Rồi chỗ này là từ 1 cộng cuối cùng thì mình con giá trị số 2 đi, để ra dương rõ ràng đúng không, dương. Như vậy thì chỗ này là số, này là số là đấy. Để bây giờ nếu mà x bằng 1 thì chỗ này rõ ràng là nó bằng 4 đúng không, 4. À, từ từ trừ từ cộng vô cùng giảm xuống 4 rồi từ 4 đến cộng vô cùng. Còn bên đây là khi x bằng 1 thì nó ra nhiêu, khi x bằng trừ 1, trừ 1 thì cái chỗ này là trừ 1 luôn, chỗ này là trừ 1 luôn, 2 là cái này là không. Rồi chỗ này là trừ vô cùng, tại vì khi mà x tiến tới không trừ, không trừ tức là x nhỏ hơn không, mà nó tiến về không thì thằng này tiến tới âm vô cùng, còn mấy này là không. Thì mình thấy là cái đồ thị của thằng y bằng fx nó có hai nhánh, thấy không, nó có hai nhánh, và cái nhánh thứ nhất là nó đi từ không đến đến trừ vô cùng, cho nên là cái đường y bằng m nè, y bằng m nè, mà để nó cắt cái nhánh bên đây thì nó m nó phải nhận giá trị từ không, nhỏ nhỏ hơn không, nhỏ hơn không chạy xuống không đấy. Thì em có thể hình dung, em có thể hình dung, em có thể hình dung cái đồ thị của nó như thế này, nó có hai nhánh từ trừ một, và trừ một thì nhận giá trị không nó xuống này, xuống tới trừ vô cùng, nhánh thứ nhất. Rồi nhánh thứ hai, nhánh thứ hai là nó đi từ trừ vô cùng, xin lỗi cộng vô cùng, cộng vô cùng xuống tới đây rồi nó lên lại, chỗ này em chiếu qua là số 4 không, chỗ này chiếu qua số 0 là x, y
đồ thị nó mình vẽ đại khái như thế. Đấy. Thì bây giờ đó là yêu cầu của đề bài, nó nói là cái phương trình này có đúng một nghiệm không? Vậy thì phương trình có đúng một nghiệm khi nào? Phương trình có đúng một nghiệm, đúng một nghiệm khi cái m nó bằng cái số 4 này luôn, m bằng số 4 hoặc m nhỏ hơn không. Thì nhỏ hơn không thì nó sẽ cắt cái nhánh bên đây, các em cắt bên đây, nhánh đây chỉ tại một điểm thôi, một nghiệm thôi. Còn nếu mà lớn hơn 4 thì nó cắt cái nhánh bên đây nó tới hai điểm rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ ở đây là m nó cho là lớn hơn trừ 10, nhỏ hơn 10. Vậy thì đây, thì từ đây mà m lại nguyên nữa thì m nó sẽ bằng là trừ 9, trừ 8, nhân dân đến là không. À, không không được, cái này nhỏ hơn không có được không? À, đến 1 đi, đến 1. Đến trừ 1 chứ, đến trừ 1. Và thêm số 4 nữa. Vậy thì trừ 9 đến trừ trừ 1 đến trừ 9 thì nó có 9 cái số nguyên à, thêm số 4 nữa là 10, thấy không? Như vậy thì đáp án của mình ở đây là nó có 10. Có 10 giá trị của nguyên của M mà thuộc cái đoạn từ trừ 10 đến 10 này, đến phương trình này có đúng một nghiệm. Dân số của thầy bị giảm sút về ra. Rồi, bây giờ giải tiếp nè. Cái câu 49 thì nó nói là trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng thì ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1 phần 3 số phiếu so với ứng cử viên Y. Thì bây giờ mình sẽ gọi X là gì? X là số phiếu. Số phiếu bầu cho ông X. Rồi Y là số phiếu bầu cho ông Y. Không? Và Z là số phiếu bầu cho ông Z đi. Thì theo đề bài ta có nè. Ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1 phần 3 số phiếu so với ứng cử viên Y. Tức là cái số phiếu của X so với phiếu của Y là nó nhiều hơn 1 phần 3. Tức là ta có là X trừ Y chia Y bằng 1 phần 3. Không? Và ứng cử viên Y nhận được ít số phiếu hơn so với ứng cử viên Z. Tức là ta có Y trừ Z mà chia cho Z nó bằng trừ 1 phần 4, ít hơn thì mình thêm dấu trừ nữa. Vậy thì từ cái phương trình số 2 này mình suy ra được là y nó sẽ bằng là cái gì? Bằng z trừ đi cho 1 phần 4 z. Vậy thì y bằng nhiêu? Z thì nó cho bằng 2400, đúng không? Vậy thì suy ra y nó sẽ bằng nhiêu? 2400. Anh xin lỗi, 24.000 chứ, 24.000 trừ đi cho 1 phần 4 của 24.000. À. 24.000 mình chia 4. Thì cái này phải 18.000 đúng không? Vậy thì y nhận được 18.000. Và bây giờ mình mới mới thế vô đây. Từ cái phương trình 1 nè. Phương trình 1 thì mình suy ra được cái gì? Đây phương trình 2 đi. Phương trình 1 mình sẽ suy ra được là x nó sẽ bằng cái gì? Y cộng cho 1 phần 3 y, tức là 4 phần 3 y đúng không? 4 3 y mà y bằng 18 ngàn thế vô 18 mà chia 3 thì được 6, 6 4 24 thì ra 24 ngàn lần. Thì em lưu ý là khi mình nói y mà nhiều hơn x bằng 1 phần 3, x mà nhiều hơn y 1 phần 3, tức là cái này nó nói là x nhận được nhiều hơn 1 phần 3 số phiếu so với y. Tức là so với y thì lấy cái y là mẫu luôn. Thì giống như mình tính phần trăm vậy đó. Giữa cái thằng này với thằng kia nhiều hơn bao nhiêu phần trăm không? Ít hơn bao nhiêu phần trăm thì mình tính công thức. Rồi.
Tiếp theo là mình giải câu 50 ha. Câu 50 này. Để giải câu 50 thì em gọi như thế này. Đây là An Bình Cúc vào một cửa hàng mua tập ha. Và bút cùng loại. An mua 20 quyển tập, 4 cây bút và một hộp bút hết 176.000 đồng. Cúc mua 2 cây bút, một hộp bút. Nhưng cái này nhân chứ không phải nhân hay những. Có dấu hỏi gì. Nhưng chỉ trả có 36.000 đồng. Do Cúc là khách hàng thân thiết nên được giảm 10% trên tổng tiền mua. Rồi hỏi Bình mua 2 cây bút và 20 quyển tập giá bao nhiêu tiền? Thì chỗ này đó thì em gọi ít là giá của tập đi, giá tập. Y là giá bút. Là giá của cây bút. Và Z là giá của hộp bút. À. Thì theo đề bài thì nó có là 20x. 20x. Tức là giá trị số tiền của An mua là 20x nè. Cộng thêm 4y và cộng thêm 1z bằng 176 ngàn. Đơn vị là đồng ha. Còn số tiền của bạn 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 Cúc á, cái này là số tiền của An nè. Đây, số tiền của An ha. Của An. Rồi bây giờ số tiền của Cúc. Cúc thì chỉ mua có 2 cái bút thôi. Tức là 2y và một hộp bút tức là 1z thôi. Nhưng mà bạn được giảm 10%, giảm 10% vậy thì bạn chỉ trả 90% thôi, tức là nhân cho 0,9 thôi. Và cái số tiền này là 36.000 đồng. Như vậy thì chỗ này đó là mình sẽ suy ra được nhiêu? Suy ra được là 2y. Mình sẽ suy ra được là 2y cộng z nó sẽ bằng 36.000 chia lại cho 0,9. Thì cái này 36 chia 9 là 40 không? 40.000. Bây giờ đề bài nó lại hỏi là Bình mua, nếu Bình mua 2 cây bút và 20 quyển tập giá bao nhiêu tiền? Vậy thì đây mình sẽ suy ra được là gì? 20 quyển tập là 2y 20x cộng 2 cây bút không? 2 cây bút tức là 2y. Thì nó bằng bao nhiêu? Thế là mình phải dựa vào cái dữ kiện là 2y cộng z nè. 2y cộng z nó bằng 40 nè. Và nguyên cái cụm trên đây bằng 176 đúng không? Thì mình sẽ ghi là 2 20x cộng cho 4y cộng z và trừ đi cho là gì đây? 2y cộng z. Không? Thì khi mà em trừ 2y 4y này em trừ 2y thì nó còn 2y đúng không? Còn z là trừ z là mất rồi. Nhưng mà theo đề bài cái thằng bên đây nó là 176 nè. Còn cái thằng cho cụm trong ngoặc này là 40 nè. Đấy, thì 176 mà trừ 40 thì nó còn 136. Như vậy thì số tiền của là bạn Bình là 136.000 đồng. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn phương án A. Rồi đây là cái phần đề tiếp theo. Hôm nay thì sửa cái phần đề tiếp theo không? Dự định là nó dự định thì nó tính giải hết hai cái đề tham khảo 2022 luôn nhưng mà không kịp rồi. Cho nên là mình tạm thời giải tới cái đề số 3 này thôi. Buổi sau thì thầy sẽ sửa tiếp cái đề đề mẫu của năm nay ha, đề mẫu năm nay tức là đề tham khảo này nè. Rồi qua buổi học rồi các em có đóng góp gì không? Đóng góp gì? Đóng góp ý kiến gì nói cho thầy để thầy cải thiện cái bài giải. Có không ạ? À?
Nếu không có đóng góp gì thì thầy trò mình tạm dừng ở đây ha. Xin chào và chúc các em ngủ ngon.